Vâng, em Việt Leo xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video shop Việt Trèo Leo Và video ngày hôm nay, Việt Trèo Leo hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn Một model sản phẩm đầu CD cũng khá lâu rồi, em mới có hàng cập nhật về để phục vụ quý vị và bạn Chiếc đầu CD Madan, Madan 16D Và như quý vị và bạn đã biết, hầu hết tại Việt Trèo Leo thì sẽ ưu tiên nhập về những sản phẩm đầu CD có tích hợp giải mã DAC rời À, để phục vụ quý vị và bạn ngoài cái nguồn nhạc trải nghiệm âm thanh từ à, đầu cd à, đĩa cd thì quý vị và bạn còn có thể nghe nhạc mạng từ các thiết bị ngoại vi như smart tv rồi các dòng book hd hiện tại trên thị trường rất dễ dàng để kết nối và em vẫn tặng kèm theo dây tín hiệu optical để quý vị và bạn có thể kết nối dễ dàng và sử dụng tiện lợi và đây là một trong những model em cũng khá là yêu thích bởi tính năng của em nó cũng như là cái trải nghiệm ở trên thiết bị này vô cùng hợp lý để quý vị và bạn trải nghiệm ở thời điểm hiện tại chiếc đầu cd maran maran 16d Mazda 16D thì là phiên bản nâng cấp từ Mazda 17D Quý vị và các bạn lưu ý thì ở trên phiên bản Mazda 16D sẽ Sử dụng điều khiển từ xa tương đồng với lại Mazda 17D Và đặc điểm của dòng điều khiển từ xa này Quý vị và các bạn lưu ý Chúng ta sẽ có những nút lựa chọn như là CD và Digital 1, 2 ở đây tương đồng với lựa chọn cái chế độ nghe cd hay là chế độ da qua các đường coxian là đường 1 và optical là đường digital 2 à, Ngoài ra mọi tính năng thì đều uh, tương đồng với các dòng sản phẩm đầu cd khác đến từ thương hiệu manan và dòng sản phẩm này thì sử dụng uh, mặt uh, phanh uh, nhôm tuy nhiên được phủ một lớp sơn uh, Sliper có mạ ánh vàng vì vậy nên dễ dàng phối hợp được cả những chiếc âm ly có mặt vàng chanh cũng như những chiếc âm ni mặt Sliver thì đều dễ dàng phối ghép cùng với lại CD16 đến từ thương hiệu Maran và dòng sản phẩm này có một tính năng đọc giải mã qua chip giải mã TDA1547 cực kỳ hay và cực kỳ chất lượng để quý vị và bạn trải nghiệm cũng như là dòng sản phẩm Maran 16D thì phải có khiển ZIN quý vị và bạn mới có thể lựa chọn được DA vì vậy nên À, khi không có khiển zin thì quý vị và bạn lưu ý à, Chúng ta sẽ không lựa chọn được DA rời ở trên à, chiếc đầu CD này à, Chiếc đầu CD này tại Viettel Audio thì có tình trạng khá là đẹp Và hoạt động hoàn hảo, đọc đĩa cực tốt cũng như DA Còn rất là hay để phục vụ quý vị và bạn Và dòng sản phẩm đầu CD Mazan 16D Thì hiện tại cũng có một mức giá rất tốt so với thời điểm trước Để quý vị và bạn lựa chọn chiếc đầu CD này Hiện tại chỉ 16,5 triệu đồng Bao gồm cả khiển jean, à, Để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm Và đầy đủ cả dây nguồn zin Và dây nguồn của Maran Thì quý vị và bạn à, Cũng sẽ nhận được Một sợi dây nguồn à, Theo máy với 5 đết ra đời Của sản phẩm Cũng như là dây nguồn à, Cực kỳ chất lượng Đến từ thương hiệu Kawasaki à, Sản xuất cho Maran Và mazan 16 d thì quý vị và bạn ngoài đường uh, uh, analog ao là đường rca thì chúng ta sẽ có thêm đường kết nối ao ở phía sau đó là đường ba lăng và hiện tại em đang kết nối bằng đường ao ba lăng ra các uh, thiết bị âm đi cho chất lượng âm thanh cực kỳ tốt và cực kỳ ổn định và đó cũng là một cái điểm được nâng cấp ở trên phiên bản này uh, cũng như là kết cấu và thiết kế của em nó với cấu hình mạnh mẽ và thiết bị chất lượng cao và chiếc đầu này hiện tại một mức giá cực kỳ yêu thương chỉ 16,5 triệu đồng cho Mazan 16D bao gồm cả khiển zin và mọi nhu cầu mua sắm tư vấn với các miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio xin mời quý vị và bạn liên hệ với em một một trong hai số điện thoại trên tâm biển hoặc trực tiếp qua shop em trải nghiệm tại hà nội em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo xin chân thành cảm ơn